Xin chào anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với clip đốt pháo tiếp theo của mình. Thì hôm nay thì mình rảnh thì mình nghịch vui có 4 quả pháo này thôi. Nhưng mà mình cái quấn thấy ống thì nó to hơn những quả pháo trước đốt nhé. Đấy. Và hôm nay anh em mình sẽ không phải đốt bình thường phá mũ bảo hiểm hay gì nữa. Nhưng mà hôm nay lại chuyển ra để phá cái cây chuối này anh em nhé. Nhưng mà đợt trước phá cây chuối mình chỉ phá trên những cái cành ngọn này thôi. Nhưng mà hôm nay anh em mình sẽ khoét thêm một cái lỗ ở đây để nhét vào giữa thân cây chuối luôn để xem có đổ được cả cây chuối này không anh em. Cây chuối này nó cũng bằng cái bắp chân của mình đấy. Đấy, còn hôm nay quên đem cái chân quay thôi. Ấy tạm cái này cho anh em xem. Ok đấy. Cái để quay cận cảnh cho anh em xem rõ hơn. Thử quả nhỏ chút đi. Nhét vừa khít luôn. Chảy nước luôn. Đi mất. Rồi. Ok nhá, châm đi. Đấy không? Sợ nổ nát máy điện thoại kìa. Quả này nó phụt đầu cơ. Quả này có vẻ dí giấy nó mỏng quá, nó phụt cái đầu nó không toác này là cũng không nát được thân. Ủa, nó phụt ù chặt đây. Nó đẩy vào trong không rút ra được. Cái lực đẩy của nó mạnh quá, đẩy tít vào trong. Vẫn chưa bục được ở cái góc đằng trong kia. Phải tiếp quả nữa. Quả to này không biết được không? Vừa. Dí mạnh. Quả này mà nổ toác đấy được là 100% mà nát cây. Quả thứ hai vẫn vậy. Thân cây chuối này khá là cứng. Thân cây chuối này mình nghĩ nó cứng quá, nó không phá được nát giấy mà nó chỉ phụt ở cái đầu này thôi. Nó chỉ đẩy vào thôi. Nhưng mà thân cây chuối này cũng cứng. Nó bắn như đạn thật đấy. Lực cứ đẩy tít vào trong. Không rút được ra nữa. Chặt quá. Hai tay kéo mạnh ra. Chặt thế. Lực nó đẩy vào như đạn. Lực nó đẩy vào mạnh thật đấy. Khít luôn. Nó không đẩy nó ra này. Theo mình nghĩ thì mình nhét quả pháo nó sâu quá ấy. Thế rồi là cái vỏ bề ngoài này nó chặt quá, nó không toác được cái chuối này mà nó chỉ phụt ở hai đầu. Lấy con dao vạch thêm quen đây. Ảo thật sự. Để mày không rút nổi luôn. Khi quá chảy hết nước này. Rồi, tiếp quả tiếp theo đi. Quả này chưa gì. Quả nào đâu, quả thứ vừa thôi chẳng. Quả này có phải rộng hơn tí, có khi là được. Vẫn vậy, nhưng quả này nó nổ to hơn. Xuyên qua rồi. Mình thấy khói nó bắn xuyên qua đằng sau này anh em này. Cây đằng sau bục lỗ đằng sau. Khói bắn đằng sau mù mịt này. Nát đằng sau rồi anh em. Nó bục lỗ đằng sau đây này. Quả pháo này, lòi đít đằng sau. Thật cái chuối tao cứng thế. Giờ không biết rút cái này ra cái gì ấy. Nó chặt quá rồi. Lực nó đẩy về đằng sau nó chặt luôn.
từ từ ra thôi. Cứng lắm. Đấy. Chọc từ sau rút từ trước. Vứt. Ra. Không bỏ. Không. Còn lấy thêm cái con voi gắn vào quả này đi. Còn một quả cuối cùng anh em nhá. Đây. Đây là quả cuối cùng. Bây giờ cây thân cây chuối thì nó đã bị đục xuyên thủng qua này, anh em nhìn rõ luôn, xuyên qua đằng sau luôn này. Đấy. Quả này nếu mà thất bại nữa ấy, mình thề với anh em luôn là lần sau mình sẽ làm những quả to hơn để ra phục thù những cây chuối ngoài này nhá. Đấy. Và phải phá nát được cây chuối này. Tiếp đi. Anh em ơi, vẫn thất bại. Vẫn thất bại anh ạ. Đen. Quá đen. Chỉ đục được thủng thôi. Thôi. Như mình đã nói vừa nãy, mình sẽ hứa lần sau mình sẽ chặt thật, mình sẽ làm những quả khủng bố hơn, phải phục thù những cây chuối này. Nên là anh em hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ mình và đón xem clip tiếp theo mình sẽ phá hủy những cây chuối như thế nào nhé.